Hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp Mark Home. Và trong số lần đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Quỳnh tại Hà Nội. Mong rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích cũng như là những phút giây thư giãn đúng nghĩa bên gia đình nhân dịp Tết đến xuân về. Thay mặt Mark Home thì chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì những tình cảm của mọi người trong suốt thời gian qua. Hy vọng là những ngày này thì quý vị sẽ có được những khoảnh khắc thật là ý nghĩa bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Trong thời gian này, nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về cái mẫu nhà đẹp, có thể truy cập vào trang fanpage Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home, cũng như là trang web thiết kế thi công trọn gói .com để xem và tham khảo. Đây cũng là những nơi mà chúng tôi thường xuyên cập nhật những chương trình khuyến mãi lớn trong năm. Trên màn hình quý vị chính là hình ảnh ngôi nhà của gia đình anh Quỳnh tại Phú Xuyên, Hà Nội. Điểm thu hút đầu tiên của ngôi nhà này chính là diện mạo đan đối hài hòa, những hình khối được sắp xếp vừa mắt. Những mảng tường giao với nhau một cách vuông vức đã mang đến cảm giác rất là chắc chắn, khỏe khoắn, đi kèm với một chút nét phóng khoáng. Tại vị trí sảnh chính và sảnh phụ của ngôi nhà gây ấn tượng với những thức cột vuông, cấu trúc vững chãi theo chiều dọc. Cột vuông sẽ phù hợp với những công trình kiến trúc hiện đại, bởi phần chân cột được thiết kế đơn giản, đồng thời nó cũng dễ thi công và ít tốn nguyên vật liệu hơn. Cũng tại vị trí sảnh thì chúng tôi đã thiết kế thềm bậc cửa cấp giúp tôn lên đáng kể chiều cao của ngôi nhà, hạn chế tình trạng nước mưa văng lên sàn nhà. Và trong trường hợp ngoài đường có tôn lên cao thì công trình của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều hay là mất đi tính thẩm mỹ. Ngôi nhà sử dụng màu trắng sứ là màu sắc chủ đạo, đồng thời nó cũng là màu nền giúp làm đổi bật màu sắc điểm nhấn và màu của các vật liệu trang trí. Bản chỉ định màu sơn thì như trên màn hình của quý vị. Sơn nhà là công đoạn rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Không những thế thì nó còn đại diện cho cá tính và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với sơn chính hãng Mark Home, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề chất lượng bởi nó có khả năng ngăn chặn tốt hơi nước, bụi mẩn cũng như là các tác động đến từ thời tiết. Bên cạnh đó thì sơn Mark Home có độ gia phủ tốt, không độc hại và bền màu với thời gian. Chúng tôi cam kết bảo hành thời hạn lên đến 10 năm tùy công trình. Ngoài màu sơn thì làm nên màu sắc của ngôi nhà này còn phải kể đến gạch ai nắp, gạch granite phân mây, đá chẻ v.v. Trên thị trường thì những vật liệu trang trí này rất là đa dạng. Quý vị có thể tham khảo lựa chọn sao cho phù hợp với sở thích cũng như là điều kiện tài chính của mình. Đây là góc nhà thấy được vị trí sảnh phụ và phía bên hông của ngôi nhà. Quý vị có thể thấy được tính đồng nhất trong thiết kế của Mark Home. Chúng tôi tập trung khai thác các mặt, đảm bảo sự đồng đều và nhất quán cho tổng thể công trình. Ở đây thì có một khoảng chúng tôi không xây tường bích kính mà thay bằng các song sắt để có thể tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên cho khu vực sân phơi. Ở góc nhìn từ trên cao nhìn xuống thì quý vị có thể thấy là chúng tôi đã chừa ra một khoảng để đặt vào đây tét nước và thái dương năng. Đây là thiết bị giúp biến đổi quang năng thành nhiệt năng để cung cấp nguồn nước sạch thân thiện với môi trường cho cả gia đình. Còn đây chính là khu vực cổng và tường bao của ngôi nhà. Trụ cổng thì được ốp gạch granite tạo sự liên kết với công trình chính. Cánh cổng thì được làm từ sắt sơn tĩnh điện. Phần mái cổng được thiết kế lợp ngói giống với mái nhà. Tường rào chính là sự kết hợp giữa sắt và bê tông, những vật liệu có kết cấu vững chắc mang đến tính ổn định và sự an toàn, bảo vệ công trình chính bên trong. Ngôi nhà của gia đình anh Quỳnh nằm ở hướng Nam, sở hữu kích thước mặt tiền là 10,83m, chiều sâu là 14,94m, diện tích sử dụng của công trình rơi vào khoảng 212m2. Công trình này được thiết kế với hai lối tiếp cận, một lối tại sảnh chính, một lối tại sảnh phụ. Đây là nơi kết nối giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà, góp phần tăng thêm tính tiện lợi cho quá trình di chuyển. Tiếp theo thì mời quý vị cùng tìm hiểu về công năng. Đây được hiểu nôm na là cách sắp xếp không gian của các khu vực chức năng trong ngôi nhà.
Việc sắp xếp và bố trí công năng hợp lý sẽ mang đến một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, đồng thời cũng sẽ góp phần giúp cho mọi việc trong gia đình được hanh thông. Với ngôi nhà này thì tầng 1 gồm có phòng khách với diện tích là 30m², thiết kế liên thông với phòng khách theo chiều dọc của ngôi nhà chính là phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Khu vực chức năng này thì có diện tích là 25m², khá là rộng rãi. Tầng 1 có một không gian sinh hoạt riêng, đó chính là phòng ngủ số 1 và có diện tích là 12m². Khu vực cuối cùng ở tầng 1 là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, chiếm 4,5m² diện tích ngôi nhà. Tiến lên khu vực tầng 2, tầng này thì gồm có phòng thờ có diện tích là 10m². Phòng thờ được đặt ở vị trí phía trước của tầng 2, sở hữu một cửa đi dẫn ra khu vực ban công phía trước ngôi nhà. Khu vực chức năng tiếp theo đó chính là phòng sinh hoạt chung có diện tích 10m². Căn phòng này cũng được đặt ở một vị trí khá đẹp khi sở hữu một ban công riêng. Phần lớn diện tích còn lại thì dành cho 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 có diện tích 12m², phòng ngủ số 3 có diện tích 15,5m² và phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 12,5m². Một không gian sinh hoạt chung khác của tầng này chính là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm có diện tích 4,5m². Ngoài ra thì tầng này còn có một khu vực sân phơi được thiết kế về phía bên phải và đặt ở cuối nhà. Và để tìm hiểu rõ hơn về sự quan trọng của việc bố trí công năng cũng như là quá trình trao đổi giữa gia chủ với kiến trúc sư để hình thành nên mặt bằng công năng thì ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của kiến trúc sư Đức Bình. Chào kiến trúc sư Đức Bình, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về vấn đề đó chính là công năng trong thiết kế nhà ở ạ. Chào quý vị và khán giả, thì bây giờ mình sẽ là giải đáp và một vấn đề về liên quan về công năng cho quý vị. Dạ, thì như chúng ta đều biết, công năng nó liên quan mật thiết đến vấn đề phong thủy nè, cũng như là sự tiện nghi trong quá trình sinh sống. Thì không biết là quá trình trao đổi giữa gia chủ cũng như là các kiến trúc sư như thế nào để có thể đảm bảo cho ra được công năng hợp lý nhất có thể ạ? Thì sau quá trình mà mình đi ký hợp đồng về thì là kiến trúc sư là có nhiệm vụ sẽ liên lạc với gia chủ để hỏi xem là gia chủ cần những cái công năng như thế nào, diện tích phòng ở như thế nào để đạt được cái nhu cầu thuận lợi nhất, cũng như là những cái vật liệu nội thất để trong lúc sử dụng thì gia chủ có thể cảm giác được là đây là ngôi nhà của mình. Thì là việc trao đổi thì bắt buộc mình phải trao đổi thường xuyên và liên lạc thường xuyên bất kỳ kể giờ giấc nào giữa hai bên. Và bên công ty Mắc Home thì trong mỗi thiết kế công năng thì sẽ có ứng dụng cả phong thủy vào, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái phong thủy này là một vấn đề mà cũng là được ưu tiên khi mà mình thiết kế một công năng, thì nó sẽ thể hiện là cái sự hài hòa của ngôi nhà và với thiên nhiên xung quanh. Vậy thì trong quá trình mà thiết kế thi công và cũng như là vẽ mặt bằng bố trí công năng thì ví dụ như là đã lên mặt bằng rồi nhưng mà gia chủ lại có yêu cầu là thay đổi thì đến cái giai đoạn nào là được thay đổi và thay đổi bao nhiêu ạ? Cái về vấn đề mà thay đổi công năng á, thì nó dường như là diễn ra thường xuyên. Tại vì cái thứ nhất là mình không phải là lên một ý tưởng một lần là sẽ chủ nhà sẽ ưng với công năng đó, mà mình phải là lên rất là nhiều ý tưởng và chủ nhà sẽ lựa chọn một cái ý tưởng mà phù hợp nhất với cái sở thích của mình, cũng như là cái phù hợp với lại những cái tiêu chí như là sự hiện đại, sự thông thoáng, sự tiện lợi cho việc sử dụng. Còn cái về vấn đề mình được thay đổi khi nào là trong quá trình mình thiết kế mặt bằng và 3D mình có thể là thay đổi một cách phù hợp. Khi mà mình chuyển qua một giai đoạn khác á, thì là nó sẽ gây ra một số khó khăn. Ví dụ như mình phải là lập lại hồ sơ để mình chỉnh sửa thì lúc đó thì mình có thể là phát sinh một số vấn đề. Dạ, vậy thì với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể yên tâm là công năng của nhà chúng ta sẽ được thiết kế căn cứ dựa trên mức độ đầu tư tài chính nè, nhu cầu sử dụng nè, diện tích nè, cũng như là số lượng thành viên trong gia đình, đúng không anh? Đúng rồi. Và trong thiết kế công năng thì chúng ta có những cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý ạ? Trong thiết kế công năng thì điều lưu ý đầu tiên đó là chính là sử dụng phần lợi tiện nghi nhất có thể. Khi mà một ngôi nhà mà mình mà bước vào nhà mà nó không được sự thoải mái thì lúc đó là cái sự thiết kế của mình nó dường như là vô nghĩa. Mình phải làm sao để nó thoải mái, liên kết được giữa các phòng thì lúc đó là mình cái sự thiết kế của mình nó có giá trị. Rồi anh Diệu rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kiến trúc sư Đức Bình và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi thì đã có thể mang đến cho quý vị khán giả, những ai đang có ý định làm nhà, những thông tin hữu ích và thiết thực ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công năng của ngôi nhà anh Quỳnh nói riêng cũng như là công năng trong xây dựng nhà ở nói chung. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua những thông tin khác của ngôi nhà. Về kích thước chiều cao thì công trình này có chiều cao từ cách 0,0 đến đỉnh mái là 10,1m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,6m. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua mặt cắt AA của ngôi nhà.
Thông qua đây thì chúng ta sẽ biết được phương pháp thi công phần mái. Ở ngôi nhà này chúng tôi đổ sàn bê tông ở cốt áp mái, sau đó việc kèo rồi lập gói. Phương pháp này giúp chống trống, chống ồn hiệu quả, nhưng chi phí sẽ cao hơn so với những ngôi nhà không đổ sàn bê tông. Thế nên tùy vào điều kiện tài chính cũng như là sở thích thì quý vị có thể cân nhắc kỹ lựa chọn sao cho phù hợp. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Quỳnh tại Phú Xuyên, Hà Nội. Tổng quát lại thì đây là một ngôi nhà mái Nhật mang phong cách kiến trúc hiện đại 2 tầng, công năng được bố trí khá khoa học, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ sinh sống. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý hay cho những quý vị nào đang có ý định xây nhà. Thời điểm hiện tại thì Mắc Home đang triển khai khá là nhiều những chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho tất cả những quý vị khách hàng. Chúng tôi miễn phí 100% chi phí thiết kế, chiết khấu từ 3 đến 8% cho những khách hàng đặt cọc sớm, đặc biệt là đối với những quý vị nào đang có ý định làm nhà nhưng chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì cũng đừng bận tâm, bởi vì chúng tôi đã có chương trình hỗ trợ vay vốn lên đến 75% tổng giá trị công trình. Quý vị sẽ được hỗ trợ làm hồ sơ với thủ tục nhanh chóng. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì chúng tôi luôn liên kết với những ngân hàng lớn và uy tín như là Vietcombank, Sacombank, Vietinbank, ACB, VPBank, v.v. nhằm để mang đến những dịch vụ tốt nhất cho quý vị khách hàng. Mọi thắc mắc quý vị có thể liên hệ với các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn cụ thể nhất đến từ các kiến trúc sư của Mắc Home. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ công ty của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.